cái phía này á là cái suối của đám 7 hectare này. Thì theo đo ở trên map á, thì mình mau đo được khoảng 8 hectare anh chị ha. Nhưng mà chủ nhà áng chừng cũng khoảng tầm 7 hectare thôi. Thì nó là cái từ bắt đầu suối này, nó kéo lên trên đó, vòng lên trên xa xa đó anh chị ha, vòng lên trên đấy và vòng ra. Trong này á thì có khoảng tầm 4 hectare là cà phê như thế này anh chị ha. Và bây giờ mình sẽ đi chi tiết tất cả để cho anh chị xem thêm mà các chi tiết ở trên thì anh chị thấy. Nhưng mà bên dưới này thì cái suối này thì anh chị bao la nước như vậy không bao giờ cạn anh chị ha. Mình có cái bất lợi là cái cầu này nó hơi nhỏ này nha. Cái cầu này hơi nhỏ, anh chị có thể là mò thêm 2-3 cái sắt này làm cái cầu to, anh chị sẽ đi xe càng xuống đây, hoặc là anh chị để xe càng bên này luôn cũng được, lấy mình bên này thôi thì nó sẽ quá tiện anh chị ha. Đó. Hoặc là anh chị có thể đi đường trên cũng được anh chị nhá. Đi đường trên kia xuống cũng được, trên kia cũng có đường rất là to. Đó. Nó phù hợp tất cả. Đó anh chị ha. Đây. Mình sẽ đi chi tiết để cho anh chị xem đã ha. Trong này á cà phê như thế này. Đi nhiều nơi thì thấy cây ca ca này là mướt này. Tôi review cây ca này một xíu cho anh chị xem ha. Nó đẹp quá mà. Bao nhiêu cây nó sót đúng một cây. Bên dưới cũng được, xanh ùm. So với cây này thì lại một trời một vực luôn. Nó cũng cùng loại đất, cùng một người chăm. Có cây thì nó rất là xấu, chắc là do giống anh chị ha. Mà có cây thì rất là đẹp, do bộ rễ. Cái bộ rễ nó bám được như cây này này. Cũng ở trên này họ cũng tưới như vậy, họ cũng chăm như vậy, họ cũng bỏ phân như vậy thôi. Nhưng mà trên này thì có những cây rất là đẹp như thế này. Đúng không? Và có những cây, có nhiều cây này. Nhìn phát gớm ha. Tiền nào của đó anh chị ha. Vị trí này cũng đưa thừa lác đác. Mình đi với khách mình quay luôn. Cây mít to đưa thừa ha. Bên dưới chân suối thì đẹp hơn. Trên suối thì đẹp hơn. Đây thì nó thuộc dạng đất đỏ anh chị ha. Cái chòm này á thì chủ nhà họ không chăm được này. Cả rất là xấu anh chị ha. Đó. Nhưng mà bên cạnh này thì có những cây rất là đẹp này. Chỗ này thì thoải anh chị ha. Thoải được. Bạt ngàn. Chòm này cũng lác đác. Qua xuống dưới này thì đường tương đối một tí. Cà ở đây thì rất là tàn nha. Rất là xấu. Thì tiền nào của đó thôi anh chị ha. Bắt buộc anh chị mua thì phải chăm lại. Nó chỉ còn được một phần nào đó thôi. 4.500 cây cà và tổng diện tích là 7 hectare. Đấy. Chất đất là chất đất đỏ. Thế đất là thoại. Và xuống bên phía chỗ suối luôn anh chị ha. Còn bên đây mình nhìn thấy này, nhà dân này, họ làm nhà lác lác lưa thưa ở đây hết này. Cái trên trắng trắng đó là anh chị nhìn thấy á, là đường bê tông anh chị ha. Đấy, trắng trắng đó là đường bê tông và nhà dân ở đó. Khu vực đó thì người ta để sóng wifi mọi thứ hết, anh rất là tiện. Và nhà dân ở quanh đó. Và khu này á thì nó sát ngay bờ suối luôn. Thì chòm này lại có những cây cà rất là đẹp. Những cây cà rất đẹp như thế này đó. Hiện tại thì vị trí này á thì chủ nhà đang báo là 7 hectare. Theo như trọng đo ở trên map thì được khoảng 8 hectare anh chị ha. 1 tỷ tư tức là 200 triệu một hectare. Nếu mà mình sát bờ thanh bờ rào hết mọi thứ thì khoảng 8 hectare anh chị ha. Đó. Nhưng mà chủ nhà đang nói là 1 tỷ tư cho tất cả 7 hectare này là 200 triệu một hectare. Và mình cũng có một số cây cà được như thế này. Chứ không phải là 100% đẹp đâu mà cũng không phải 100% xấu đâu anh chị ha. Đó. Và thì có một số nơi thì nó như thế này. Đấy. Để đi chân thật nhất thì mình phải đi lội như thế này. Mình phải leo lên. Và mình đi ngang, đi dọc để hết cho anh chị xem. Và các vị trí nó từ xấu đến đẹp. Để chúng ta có một cách đánh giá tổng quan nhất. Anh chị ha. Đó. Ngay bờ suối luôn. Ống, máy móc thì chủ nhà họ để lại hết anh chị ha. Để lại hết tất tần tật. Mà mình mua là vô mình chăm thôi. Chăm và mình làm thôi. Đó. 7 hectare thế này. Còn lại khoảng tầm
hai héc mấy đất trống anh chị ha, tầm khoảng 2 héc, hơn 2 héc là đất trống. Đi xuống như thế này. Liền kề nhá, chị nhá. Video khá dài anh chị ha. Mình cố gắng xem hết đến video. Đến hết video để chúng ta nhìn hết tổng thể của đất này. Nếu mà chúng ta tua đi á, thì nó sẽ không nhìn thấy tổng thể được và mình đánh giá sẽ không đúng về lô đất này. Ok ha, tương đối cái tròm này thì khá được này. Có nhiều cây rất là tùm luôn, rất là đẹp luôn. Có nhiều cây rất là lưa thưa lác đác. Cái cây này thì chặt đi chứ để làm gì, đúng không? Tròm này thì họ đang ghép lại này. Đấy, họ đang ghép cái chồi lại. Nhưng mà cái thân này thì nó không đạt thì ghép chồi lại thì chắc cũng không ăn thua. Đấy. Những cái thân nhỏ xíu vậy thì ghép cái này vô thì ăn thua. Không được. Do cái bộ thế những cái cây thế này thì cũng không ăn thua đâu. Thế nên là họ ghép ở đây thì chắc cũng không được đâu. Đấy, bên này thì họ cũng đã khôi phục lại hết mà chưa được này. Có một hàng xoài rất là to ha. Thì dân ở đây thì họ thích trồng xoài sen và một số trái cây sen trong đấy. Để chúng ta vừa làm kinh tế và vừa có cách dễ ăn gì ha. Ống thì để thế này, ống thì để sẵn ống tưới thế này. Đó. Đó. Tổng thể là 7 hecta, cả đất trống, đất đỏ ba gian anh chị ha, chất đất là chất đất đỏ. Đi từ trên xuống dưới cho anh chị nhìn hết tất cả các chi tiết lỗ đất này. Rất ok. Nhìn chung thì những vị trí này thì khá ổn anh chị ha. Nhưng mà do nó ở dưới tán điều này nên cái cà nó không được đẹp lắm. Đó. Nó ở dưới các tán điều này thì giúp cho có cái cây nó mát thôi. Cái phía này á là cái suối của đám 7 héc này. Thì theo đo ở trên map á, thì mình mau đo được khoảng 8 héc anh chị ha. Nhưng mà chủ nhà áng chừng cũng khoảng tầm 7 héc thôi. Thì nó là cái từ bắt đầu suối này nó kéo lên trên đó. Vòng lên trên xa xa đó anh chị ha. Vòng lên trên đấy và vòng ra. Trong này á thì có khoảng tầm 4 héc là cà phê như thế này anh chị ha. Và bây giờ mình sẽ đi chi tiết tất cả để cho anh chị xem thêm mà các chi tiết ở trên thì anh chị thấy. Nhưng mà bên dưới này thì cái suối này thì anh chị bao la nước như vậy không bao giờ cạn anh chị ha. Mình có cái bất lợi là cái cầu này nó hơi nhỏ này nha. Cái cầu này hơi nhỏ, anh chị có thể là mỏ thêm 2-3 cái sắt này làm cái cầu to, anh chị sẽ đi xe càng xuống đây hoặc là anh chị để xe càng bên này luôn cũng được, lấy mình bên này thôi thì nó sẽ quá tiện anh chị ha. Đó. Hoặc là anh chị có thể đi đường trên cũng được anh chị nhá. Đi đường trên kia xuống cũng được. Trên kia cũng có đường rất là to. Đó. Nó phù hợp tất cả. Đó anh chị ha. Đây. Mình sẽ đi chi tiết để cho anh chị xem đã ha. Chỗ này á thì là cái máy với là cái ống tưới thì họ để sẵn ở trong tại vườn này luôn gì ha. Này nó sát chân suối cho nên họ không có chôn ống anh chị nhá. Máy móc này. Và ống tưới họ để đây. Đó. Chỗ này thì cà phê nó cũng cà phê tơ nhưng mà do dưới tán điều này này cho nên là nó không có đẹp lắm ha, nó bị rộp đấy anh chị. Bên chỗ này thì một vị trí khác anh chị ha. À, chất đất là đất đỏ này anh chị nhá, đất đỏ nhá. Đấy. Cà phê này thì do nhiều quá họ không chăm được anh chị ha. Cái vị trí này thì không đạt lắm nhưng mà nó sát cái bờ suối. Mình sẽ thuận tiện suối ha. Ở đây thì mình có sẵn nhà trò như thế này cho anh chị có thể là mình làm kinh tế có nơi mình ở anh chị ha. Đây. Đây có nhà trò, có cây chè rất là to này. Đó. Đây cũng là một phần của nó anh chị ha. Họ xen vào những cây mít với cây xoài như thế này thì nó làm cho cây cà nó rợp, nó rất là xấu anh chị nhá. Đó. Cà đây thì nếu mà chằm lại thì rất là tốt này. Trong cái đám này thì một phần ở trên này
cả cái phần này. Cái chòm này thì rất là bằng ha, bằng đẹp, cả cũng rất là lớn này. Thằng này, đây, thằng này.